Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Mình là NHT Wonderbot và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ thử nghiệm setup được khá là nhiều bạn yêu cầu mình làm. Đó là Eiffel 5 vũ khí loa ha. Mặc dù là 5 khẩu loa nhưng mà có một khẩu thì mình vẫn chưa nâng cấp lên. Hiện tại thì bảng xếp hạng á, ban đầu thì mình nghĩ nó là bảng xếp hạng nâng cấp Titan, cho nên mình chờ đến thời điểm này mình mới quay. Nhưng mà không, nó không ra bảng xếp hạng Titan mà nó ra bảng xếp hạng chiến đấu đến chết, là bảng xếp hạng chúng ta phải nâng cấp robot, cho nên là mình làm luôn ha. Còn khi nào mình có được cái sự kiện giảm giá nâng cấp cho Titan á thì mình sẽ nâng cấp Luchador để mình làm video là Luchador vũ khí lửa ha. Rồi thì với sức mạnh 5 khẩu loa này á, thì trong các cái mùa trước á thì Eiffel loa rất là bá. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ nó không còn bá nữa đâu. Lý do chính mà mình không chơi cái vũ khí này á là bởi vì bây giờ TRA nó chỉ có thể cầm cự được trong vòng 30 giây là nó miễn nhiễm siêu mồng thủ mà thôi. Và sau 30 giây đó thì nó sẽ rất là giấy. Và Eiffel thì là một con robot cơ động, và nó thuộc về dạng là nó không phải là robot, nó là Titan nha. Thì nó thuộc về dạng là Titan cấu rỉa tầm xa đến tầm trung, chứ nó không thuộc dạng là Titan cận chiến quá là nhiều, là nó cần tấn công rồi nó lui ấy. Mà khẩu loa này thì yêu cầu mình phải tấn công ở tầm cực kỳ gần luôn thì nó mới hiệu quả nha. Và bên cạnh đó thì hiệu quả của vũ khí loa gây lên cho những cái con robot nhỏ thì nó sẽ không quá là ổn ha. Nó chỉ có thể gây sát thương mạnh lên cho Titan mà thôi. Còn về vũ khí lửa thì vũ khí đó meta hiện tại nha, bởi vì nó vừa shock dam cho Titan rất là tốt mà vừa shock dam cho robot được luôn. Hiện tại thì chúng ta có một con robot meta, đó chính là con Raptor nha anh em. Thì con Raptor này với cái nội tại của nó là nó đã giảm được 25% sát thương xám phải nhận vào rồi. Và bên cạnh đó thì còn thêm cả là 25% đến từ con drone dành cho con Raptor nữa. Nghĩa là nó sẽ giảm 50% sát thương nhận vào từ Eiffel loa. Mà nó lại là một con robot cực kỳ khó chịu và là meta chính trong phiên bản hiện tại. Cho nên là những cái con Eiffel loa mà gặp cái con Raptor này thì rất là đuối nha, là không chơi lại được ấy. Rồi thì chính vì thế cho nên là mình sẽ chơi thử Eiffel loa và mình sẽ phân tích lý do tại sao mình không dùng nó ha. Và trước khi mà mình vào mình chơi Eiffel loa thì mình sẽ review xưởng của một bạn ha. Rồi và xưởng của bạn có trong video ngày hôm nay là xưởng của bạn Angu Vlog hả? Rồi bậc thầy 1 God VN hả? Rồi ok, đây là thông số của bạn ấy nha. Ấy đặt tên khá là khó hiểu. Rồi khá là tốn hài. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái xưởng của bạn ấy nha. Muromet Full Gua Very Young hả? Ui, con Muromet này mình nghĩ là không nên lắp bộ này đâu anh bạn ơi. Muromet thì bạn có thể lắp làm mù, hoặc là hút máu, hoặc là súng tên lửa, hoặc là khẩu điện điện mà Titan này nè. Nhưng mà điện Titan bây giờ cũng không mạnh lắm đâu, hoặc là điện đuổi thôi. Chứ thật sự thì Muromet nó không thuộc dòng Titan cận chiến đâu. Ở những cái mức răng thấp thì bạn có thể chơi theo kiểu lối chơi cận chiến được, nhưng mà lên những cái mức răng cao á thì bạn mà cận chiến thì sẽ khá là khó chơi ha. Ở đây thì bạn lại có con Luchador nè, cho nên mình sẽ đánh giá con Luchador của bạn nha. Thì Luchador của bạn á thì bạn đã có khẩu Raken Vacha Verjong, CL Verjong luôn. Bạn lắp full set cho nó và mình nghĩ bạn chơi con này là chính đấy. Rồi dũng sĩ diệt Titan, bậc thầy Titan, chiến binh cứng đầu. Rồi luôn, nói chung là ba cái skill đầu là ổn ha. Còn những cái skill như kiểu là từ tay lái ẩu kim cương thì mình thấy chưa ổn lắm. Bạn có thể chọn là thợ máy, chuyên gia áo giáp. Rồi mình nhớ như là có chàng trai cứng rắn đó cơ. Và tăng điểm phòng thủ. Nói chung là những cái kỹ năng đó là những cái kỹ năng rất là cần thiết cho con Luchador. Bạn chơi hai module Damage Controller và Onslaught Wrecker. Mình nghĩ là bạn còn ít nhất một cái TRA là Titan Repair gì đấy, thì bạn mới có thể phát huy tới đa sức mạnh của con Luchador ha. Mình khá là khó trong việc là đánh giá những cái tầng xưởng này của bạn, do là bạn ấy đang ở xưởng thứ nhất, nhưng mà mình thấy xưởng thứ hai của bạn ấy cũng mạnh luôn, cho nên là mình sẽ đánh giá hai xưởng này gom lại thành một xưởng trong
ở một thời gian nhanh ha. Thì nhìn sơ qua hai xưởng thì mình thấy những con robot bạn có thể giữ lại để chơi, như là con Fenrir này, con Dragon, con Emoji, con Crisis, và khá là khó giữa Seraph và Harpy. Bạn thích con nào hơn thì bạn chọn con đó ha. Thì đó là năm con robot mà mình thấy hợp nhất để mà bạn giữ lại để chơi ha. Về phần vũ khí cho Fenrir thì mình nghĩ là bạn không nên sử dụng phóng lao đâu, mà bạn có thể sử dụng cái khẩu shotgun nổ giống như là con Dagon này nếu như bạn có, hoặc là bộ phóng xạ như là DK và Hazard ha. Rồi về phần phi công thì bạn đã chuẩn cho Fenrir rồi, nhưng mà về phần con drone á thì bạn nên chọn một con drone phù hợp hơn, như kiểu là Reviver, hoặc là bạn xài tạm cái con drone Ironheart thì cũng được nè. Còn không á thì bạn có thể sử dụng những con drone xịn sò hơn như là Shy, Pascal và Hiruko. Mà Hiruko thì sắp tới nó cũng nét rồi, cho nên là mình nghĩ là Shy với Pascal là hai con drone ngon nhất cho Fenrir ha. Về phần Angler thì bạn có thể trang bị đó chính là con drone EMP Whiteout, hoặc là con drone khá là khó để chọn luôn, hoặc là con drone cái con barrel thì phải nâng lên nó mới nổ được ha. Rồi nói chung là Angler với phi công này là chuẩn nè. Và Angler thì bạn cứ lên full độ bền, full tốc độ di chuyển, full cho nó cái độ bền khiên vật lý. Và mình nghĩ thì con này nó cần tăng là chính thôi, nó không cần nhiều sát thương đâu cho con Angler nha. Cũng như là Fenrir, trong những cái lần review trước á, thì mình cũng đã review khá là nhiều bạn cho Fenrir rồi. Đấy, có gì thì bạn có thể là xem và bạn trang bị những cái kỹ năng cho con Fenrir ha. Do là cái phần review xưởng này nó khá là phức tạp đấy. Rồi, tiếp theo á, là cái con Emoji. Mình nghĩ là Emoji sẽ ngon khi mà bạn có những cái bộ vũ khí auto lock cho nó, như là Lay Grid này. Nếu bạn có Key Sport thì nó sẽ ngon ha. Như kiểu con Angler thì bạn đang sử dụng là Key Sport này, cho nên là nếu như bạn được á, thì bạn cho nó một khẩu football, full bộ football với hammer, và bạn cho Key Sport cho Emoji. Phi công thì có thể giữ phi công này, hoặc là bạn trang bị Mauling. Emoji thì lối chơi của con này á thì sẽ có hai hướng, một á là tấn công và hai là support và chạy trụ ha. Và nếu như bạn thích cái tấn công á thì bạn lên full sát thương, tốc độ di chuyển cũng như là độ bền cho nó. Còn về chạy trụ á thì bạn lên cho nó những cái kỹ năng cho phép nó khôi phục độ bền, hồi module phe ship, tăng độ bền và tăng tối đa tốc độ di chuyển cho nó ha. Rồi thì đó là về phần con Emoji. Còn về phần Crisis thì mình nghĩ bộ này không quá là hợp cho Crisis đâu. Mình nghĩ bạn nên lắp con drone Big cho Crisis sẽ ngon hơn, hoặc ít nhất thì bạn trang bị cho nó con drone của con Fenrir này, bởi vì con Showdown nó phù hợp với con Crisis hơn nha. Cho nên bạn có thể trang bị Showdown cho Crisis. Về phần Crisis này thì mình nghĩ là bạn lên full độ bền cho nó đi, bởi vì khi mà bạn tấn công á, thì nó sẽ kiểu như là bị lộ cái vị trí con Crisis ra, và khi đó thì con Crisis nó sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Còn về phần cái vũ khí Reaper với lại Gauss thì hai vũ khí đó nó sóc đem một khoảng thời gian ngắn thôi, và Crisis nó sẽ nhanh chóng trở về với chế độ tàn hình ha. Mình nghĩ con này bạn lên cho nó NA nếu như bạn có, và module phe ship ha. Rồi phi công thì mình full độ bền cho nó và full sát thương thôi, không còn nhiều đâu. Và nếu như có thở máy thì ngon, thở máy sẽ cho phép Crisis sử dụng độ bền mỗi giây khi mà nó đang ở trong chế độ tàn hình ha. Còn tiếp theo là về phần Harpy với Seraph thì cả hai con robot đều có những cái bộ vũ khí rất là xịn, như là mình thấy là bạn nên chơi nha. Bạn nên cho Reaper qua cho con Crisis, và hai khẩu DK mà bạn đang trang bị cho Outchun thì bạn lắp cho Seraph đi, bởi vì Seraph nó ngon hơn là Outchun nha. Và Seraph thì bạn có thể trang bị con drone con này là con gì đây, Warps, hoặc là con Ballistic ha. Về phần Harpy thì bạn cũng có vũ khí ngon cho nó luôn là full bộ đạn đuổi và phi công Youngly, cho nên tùy theo sở thích mà bạn chơi thôi. Seraph thì bạn lên cho nó full độ bền và tốc độ và sát thương vũ khí kết hợp sẵn, cũng như sát thương vũ khí, hồi lại module nhanh hơn. Module thì nên chơi phe ship hoặc là hồi máu tăng cường. Rồi module NA và IA ha. Còn về phần Harpy thì bạn chơi full đạn đuổi rồi, bạn có thể cho nó thêm sát thương độ bền. Và con này thì mình nghĩ là nên chơi theo an toàn, phe ship là hợp lý. Nói chung là giữa hai con này bạn có thể chọn ra một con để bạn chơi và đưa vào chơi tầng thưởng chính ha. Còn lại là Megalodon Orochi, Nether,
Nether với lại Outrun thì những con này nó không thực sự quá ổn trên liên minh cao. Cho nên nếu như trong tương lai mà bạn có những con robot meta hoặc là những con robot xịn hơn thì bạn có thể thay vào để chơi ha. Rồi, thì nói chung phần review sữa của mình đến đây là kết thúc. Và chúng ta hãy cùng đi vào gameplay của con Ifo với full bộ loa nha. Rồi, thì do là hiện tại thì có cái bảng xếp hạng nó liên quan đến chế độ tự nhiên nhóm á, cho nên mình sẽ chơi chế độ tự nhiên nhóm nha. Vừa vào đã thấy cái biểu tượng mạng nó bị lát rồi nè. Xem ra là trận này khá là khó đây. Mình vào không phải vào ngay trong 10 giây đầu tiên mà mình vào nó khá là trễ. Cho nên là trận này nó sẽ khá là delay cho mình. Úi rồi ôi sao mà vừa vô thôi mà bạn này bán ra con Raptor bán lên đây rồi. Xem ra trận này căng ấy, bởi vì mình chơi boss ultimate. Mình không có chơi đúng với cái con robot chủ lực của mình. Tại vì hiện tại có cái bảng xếp hạng nó yêu cầu chúng ta là nâng cấp độ cho phi công á. Mà những con phi công như là phi công cho Outrun này, phi công cho Invader và phi công cho con gì ta? Pathfinder thì mình chưa có max cấp độ. Cho nên là sẵn tiện mình mang theo và mình cài cấp luôn ha. Do là cái sự kiện mà giảm giá nâng cấp tay lái nó cũng đi đôi với lại là giúp nhận kinh nghiệm phi công nhanh hơn á. Cho nên sẵn tiện mình vừa chơi tiểu chiến, mình cài bảng xếp hạng tiểu chiến, mà mình cũng sẽ vừa nâng cấp cho phi công để mình cài cái bảng xếp hạng phi công luôn ha. Bởi vì mục tiêu của mình là sẽ lấy cho bằng được cái khẩu Ultimate Shock Gen thứ 3 để mà mình mở khóa con Ultimate Bulasari nha. Đấy, bên cạnh đó thì mình cũng đã có phi công cho con Ultimate Bulasari rồi. Khi nào mình có thì chỉ việc up nó lên max và mình review chơi thử thôi ha. Rồi, quay trở lại với trận đấu thì... Ui, cái con Wizard nó bắn đau quá. Mày, lên liều chết một phen luôn. Con này nó nạp Titan chậm quá anh em ơi. Xem ra là mình đã quyết định sai lầm rồi. Mình phải ra con Raptor đầu mới đúng nha. Chứ mình ra con này đầu là hơi bị lỗi ấy. Đấy, bây giờ mình sẽ ra con Raptor. Team bên kia rất là mạnh luôn nha, không phải dạng vừa đâu. Vừa đầu trận là mình đã thấy có sự hiện diện của Raptor rồi. Và vẫn còn Raptor đang càn quét trên chiến trường nha. Đúng thật là đi đôi với Trung Hoa thì chả có gì là yếu cả. Chỉ có hai thể loại là... Ở đâu? Ba thể loại Trung Hoa chứ. Một là hạ cúp, chơi như kiểu như là những cái video mà cày chay mình có chơi thì họ sử dụng Hurricane. Họ hạ cúp, mình cũng chả hiểu họ làm cái gì nữa. Rồi thể loại thứ hai á, là nạp siêu rào như thế này nè. Đấy. Và thể loại thứ ba á, là hack game, hacker lõ, đều đến từ Trung Hoa hết anh em à. Đấy, nói chung là Trung Hoa đã gặp rồi thì khó mà yếu lắm anh em ơi. Bởi vì họ rào, họ chơi bất game, họ hack rồi các kiểu. Nhưng mà cũng có những người Trung Hoa họ chơi đẹp nha, chứ không phải là họ chơi như là mình nói hết. Đấy, nhưng mà đa số thì mình gặp là chỉ cần chữ tàu hay là chữ gì đấy là nó sẽ là như thế này nha, rất là mạnh hoặc là hack thôi. Ôi giời ơi, bây giờ là mình phải lui về thôi. Sĩ số cũng khá là cân kèo trong những cái giây phút này. Và tình hình thì mạng của mình nó đang không ổn định, cho nên mình không biết là có ổn hay không. Mình muốn ra Titan rồi đấy, bởi vì mình nạp full thanh Titan rồi. Nhưng mà mình nghĩ là mình cần phải sống lâu hơn một tí nữa. Nếu như bây giờ mình ra Titan thì nó là một cái quyết định hơi mạo hiểm. Bởi vì là Raptor nó là một con robot rất là mạnh và là meta mùa này. Cho nên trong cái team của mình thì mình đóng một vai trò chủ chốt rất là cao. Khi mà mình có thể gánh cái team của mình trong cái trận này. Nếu như mình mà tự hủy con Raptor thì nó có vẻ là hơi bị bóp quá cho team. Khi mà mình cống hiến một mạng cho team bên kia và mình tự hủy cái con chủ lực này. Nhưng mà bởi vì video này nó là video dành cho con Ethelra, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ phải hủy cái con Raptor này thôi. Một tí nữa mình sẽ hủy nó ha. Cái con Uchokochi nó đã qua bên kia rồi. Con nào Yude à. Với sĩ số này hy vọng là khi mà mình quỷ con Raptor thì team vẫn có thể giữ được sĩ số ha. Ôi, mà thấy hình như có con Titan thì phải. Mình không biết mình có nhìn nhầm hay không. Ý cái con này khó chịu vậy. Nào,
súng hút máu này thật sự thì bắn thì nó hút máu ngon nhưng mà kiểu như nó sốc đam không có mạnh quá. Thôi được rồi, mình ra con Eiffel thôi. Đúng rồi, có con Eiffel bên kia kìa. À, mà Eiffel lửa à. Mình thật sự mình không có quen cái cách chơi cái con Eiffel này. Eiffel La này thì mình không có quen chơi đâu, mình chỉ quen chơi Eiffel full đạn đuổi thôi. Úi ơi, cái con Raptor gặp ngay đúng rồi, quá khắc chế rồi. Raptor nó sẽ giảm 50% sát thương của mình. Cho nên là cơ bản là việc tiêu diệt được con này nó sẽ cực kỳ là khó khăn cho mình luôn nha. Để xem coi là con này nó trụ được hay không. Chứ thật sự thì nó quá là mạnh luôn ấy. Nó đang càng quét team mình và hiện tại sĩ số bên team mình là 20. Team mình kia là... Úi giời ơi, 19 rồi. Có vẻ như cái pha tự hủy Raptor vừa nãy của mình là một pha bóp team hơi bị nặng luôn rồi. Hy vọng trận này không thua cuộc là nó kiểu như khó chịu đấy. À, trận này mà thua là hơi bị ấy chứ. Nhưng mà thôi kệ đi. Nhân vật chính là Eiffel thì mình cứ chơi Eiffel thôi. Này thì cái con này nó trâu vãi thật sự luôn ấy. Mình sốc nó 2-3 băng rồi mà nó vẫn lui về một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra luôn. Quá là ghê gớm. Thôi được rồi. Ấy à. Có chịu đấy. Con Eiffel La mình chơi thì mình chỉ ngán con Eiffel lửa thôi. Eiffel lửa nó khỏe lắm, với lại là nó linh hoạt nữa. Còn Eiffel La mình hết đạn thì mình nạp lại rất là chậm và nó không sốc đam được ổn như là Eiffel lửa nha. Cho nên là khá là căng trong cái kèo solo giữa Eiffel La với Eiffel lửa. Rồi căng rồi, bây giờ bên kia giữ sĩ số cao hơn. Đa số các thành viên team mình đều không có quá nhiều boss meta. Với lại là bây giờ mình thấy cái con Arthur nữa là thôi rồi luôn rồi. Eiffel lửa nó đang nó giết luôn con Arthur bên team mình. Không ổn là một điều bất lợi rất là lớn cho team mình rồi. Thôi nào, come on. Đầu tiên thì tôi sẽ xử lý anh bạn sao. Đấy, à đó, đầu tiên xử lý anh bạn trước chứ. Quên, nó nhầm. Mình sẽ xử lý con Arthur trước. Như cái con Eiffel đó thì nó đã xử lý Arthur bên team mình ha. Ui, bạn ơi, sao bạn lại lên đây? Dẫn đất khó, mình dẫn đất ngán bởi vì con này nó chưa full TRA cơ. Này, chết đi, sốc ram này. Ôi, kịp thời nắp rồi à, không ổn rồi. Ui, chết, con mét quía. Rồi, toàn cho mình rồi. Quá bất lợi, nếu như bây giờ mà mình bị dính cái chiêu khích từ bét quía và con Eiffel lửa nó dồn đa mình thì mình không thể nào mà chơi được anh em ơi. Bởi vì hiện tại mình là con Eiffel và mình là duy nhất trong trời đấu này rồi. Mình phải cân ba. À đâu, có một anh bạn. Ui sợ, sao sao liệt con hay mình đan vậy. Rồi, lụm con bét quía này, bét quía với chúng tôi. Ây da, dướng, ây da kẹt rồi. Ăn slow nữa. Slow. Ăn slow nữa, chết rồi. Mình đã hết TRA. Chứ nếu không là pha đó mình cũng sốc hơn nửa cây con Eiffel rồi. Ôi rồi ôi. Đây có thể là bước ngoặt của trận chiến nha. Eiffel lửa rất là mạnh anh em à. Bởi vì cái sát thương của nó có thể khiến cho Ultimate Team Liệt không kịp hồi máu luôn. Còn kết hợp với đó là vũ khí băng từ con Pathfinder và Ultimate lửa từ con Raptor. Sao mà nhiều Raptor thế không biết nữa. Trận này khá là đuối rồi. Mình trụ như thế này là cũng ghê lắm rồi. Nhưng mà thanh niên kia mạnh quá, cái thanh niên Raptor này nè. Nãy giờ mình thấy 2-3 con Raptor rồi đấy. Không biết anh thanh niên này là bao nhiêu con Raptor vậy. Rồi Fenrir cũng là gục ngã rồi. Bắn không hề ăn máu một tí nào với con này luôn anh em ơi. Full bộ Ultimate súng máy 12MK2 bắn như gãy ngứa với nó luôn. Rồi thì nói chung là trận đầu này là hơi bị bất ổn và mình hơi tự hủy trong quả đầu. Nhưng mà dù cho mình không có tự hủy hay chăng nữa thì việc mình chiến thắng cái trận chiến này cũng rất là khó ha. Do là team mình gần như là đã bị diệt hết rồi. Và còn báo mình phải gánh nữa thì chịu rồi. Ok, kết thúc trận đầu tiên tại đây. Thank you.
Ôi lại tiếp tục là cái map này rồi. Xem nào, lần này mình rút kinh nghiệm hơn, mình sẽ ra con Raptor đầu để mình làm Titan luôn. Có gì thì quỷ một mình con Raptor thôi, không chết Invader. Rồi nha, để xem coi trận này thì mình không gặp anh thanh niên Trung Hoa trận rồi rồi. Ok, xem nào. Mình sẽ nhảy lên khu vực đông này. Do là nội tại vũ khí tính hợp sản của con Raptor nó sẽ hỗ trợ mình nạp Titan rất là nhanh nha. Nhanh ơi là nhanh luôn á, chứ không phải nhanh thường đâu. Ôi, mình thấy là hình như là khi mình bị dính knockdown á thì con Raptor nó sẽ đáp xuống chậm hơn so với bình thường ấy. Hiện tại ấy nó khá là tốn hài, nhưng mà nó sẽ giúp mình duy trì Reflector được lâu hơn. Đó vừa là lợi thế cũng vừa là điểm bất lợi cho mình. Mặc dù duy trì được Reflector lâu hơn, nhưng mà ở quá lâu trên bầu trời cũng sẽ khiến cho mình trở thành mục tiêu của rất là nhiều robot, cũng như là những con Reset với bộ Reaper thì nó sẽ khá là nguy hiểm cho con Raptor ha. Rồi, team này thì nói chung là cũng bình thường, nhưng mà chúng ta cũng không nên khinh địch quá, mình phải cẩn thận một tí. Bây giờ mình sẽ nạp Titan thì là nhanh, rồi sau đó mình ra con Eiffel thôi. Nào anh bạn, anh bạn ơi, đi phiên ra trận chốt quả cuối rất là đẹp, ra được Eiffel rồi. Ủa nhưng mà cái quái thì team kia đã gỡ được 6 mạng thế kia. Gì đấy, team tôi ơi, các bạn có đùa tôi không vậy? Đừng đùa như thế chứ, không vui đâu. Đừng có để mình gánh như cái trận vừa rồi chứ, mình thật sự khá là ức chế rồi đấy. Mà không sao, rồi lúc chúng ta cũng phải đặt niềm tin vào team của chúng ta chứ. Không biết cái team này có đặt có đủ niềm tin để cho mình tin cậy hay không đây. Nào, ôi rồi 7 mạng rồi kìa team ơi, team làm gì vậy team ơi? Thế nào, đừng, đây là gì vậy? Đây có phải là nhiệm vụ bảo kê cho team đâu mà các bạn làm như thế? Thôi nào, cảnh giác nào. Vãi thật sự chứ, cái con này, cái con sen lao chết tiệt này. À, nhắm tới tôi à, bạn nhắm tới tôi hả bạn? Nhắm tới tôi là đi nha, chết một kiểu. Trận vừa rồi thì do là mình để kích cái TRA sớm quá, cho nên là mình thua trong cái pha solo cuối cùng với Eiffel lửa ha. Còn trận này thì mình sẽ chơi cẩn thận hơn, và mình không biết là mình có thể là sẽ bị nạp TRA hay không. Bởi vì bây giờ mình kích TRA rất là nhanh luôn, khá là khó ha. Mà team quái nào mà team kia 12 mạng được thế nhỉ? Xem ra là team này báo rồi. Nào, mình sẽ gỡ lại một mạng nữa. Các bạn thì cứ báo, mình thì cứ gỡ mạng như thế này thì toàn chết đi. Đến phút cuối mà 6 Titan bên kia ra hết mà bên đây không còn con nào là mình bó tay luôn ấy. Ok kìa. Ok, Eiffel, sao mày kẹt rồi? Nào, ok. Tự nhiên bị kẹt cái chân này nè em ơi, khó chịu vậy. Nào, nguy rồi ơi, lại tiếp tục có một anh bạn nữa đã hy sinh rồi. Các bạn ơi, lui về đi để tớ bảo kê cho. Nào, có thể đây là mạng tiếp theo của Eiffel. Tiếp tục Rampage. Bây giờ mình sẽ lui về để bảo vệ cho các thành viên ở nhà mới được. Rồi, cái con hót kia, mày lên mày kiếm ai đó? Hả? Mày lên mày kiếm ai? À, tính bắn các bạn này phải không? Mày chết. Nó bắt con Ravana bên team mình anh em ạ. Con Altun nó còn bị lát nữa mới chịu ấy. Con Altun bên team mình còn bị lát nữa. Ôi, Altun cẩn thận. Oh no, chết rồi. Chết rồi. Con dê. Tí nữa mình về mình tìm nó sao, mình tính sổ nó sao. Tội của bạn là lớn lắm, tôi không để yên cho bạn đâu. Úi rồi ôi, tàu mẹ gì Titan rồi luôn, nó kích luôn cái TRA của mình rồi. Oh no, cái quái thì bây giờ còn có mình vậy. Thế nào, đừng đùa, không vui. Cái quái gì vậy? Nào, chưa gì mà mấy bạn out game hết rồi. Không tin tưởng mình hết. Chết thế này thôi toang rồi. Không chịu tin tưởng mình gì hết trơn ý.
Gì đâu mà ao hết trơn rồi để mình bơ vơ thế này. Này thì bỏ rơi tôi nè. Đâu ạ, tim hả? À cái con. Chắc là tim mình cay cứu cái con này quá cho nên là ao đây nè. Cái con quỷ Ochokochi nè. Nào thôi nào. Trời ơi, còn đúng người bạn đó thôi mà bạn cũng giết nữa. Này thì ơ kìa, một cây xếp à. Ây da, cái gì đây? Ây da. Gọi đúng con ông Minh à, mình không để ý. Được lắm. Để xem coi các bạn thế nào ao Minh với chúng tôi á. Ao Minh với chúng tôi á. Nào, Ultimate Pandria. Ui, ơi, mình đùa thôi. Nào, cái gì mà đau vậy? Căng quá. Mình thấy như còn mỏi mình thôi á, em ơi. Còn mỗi mình thôi. Cô đơn quá. Cái quái gì cái tim này nó ao hết trơn rồi. Không ổn. Bây giờ mình phải cố gắng sinh tồn mà. À, có thêm một người bạn ra rồi. Bạn hãy triển khai y thơ. Rất là tốt. Y thơ thì mình nghĩ sẽ không dễ chết đâu. Ít ra thì mình cũng đỡ cô đơn hơn. Chứ quả này, kèo này 2v6 anh em ơi, khá là căng. À đâu 2v5 chứ. Một anh bạn bên kia đã hết rồi boss hoặc là out trận gì đó rồi. Khá là khó đấy, trận này khá là khó đấy, không đùa đâu. Chúng ta vẫn còn đến 3 phút để quyết định thắng bại trong trận này. Và mình nghĩ là anh bạn Ether kia sắp đắp chiếu rồi. Rút nó vừa mới lao lên nhà kìa. Để mình nhanh mình kết liễu mấy anh bạn ở đây. Rồi, mình đã đưa lên sĩ số là 19 và 18, nhưng mà... Thôi nào, đừng có báo tôi nào! Oh no! Thiệt luôn hả bạn? Mày chơi vậy chết rồi bạn ơi! Ôi trời ơi, thôi nào, đừng có báo mình nữa! Thật luôn ý, gỡ mạng không được thì thôi đừng có ra thêm robot nha! Đừng có làm mình khó xử dùm một cái, trời ơi! Nãy giờ mình thấy là toàn team mình báo mình không ấy. Rồi hiện tại sĩ số đang là 19-19 với 1-6 nha anh em. Và chúng ta còn đến 2 phút nữa để kết thúc cái trận đấu này. Liệu rằng Ultimate Fenrir sẽ chiến thắng hay là 6 người chơi đội bạn sẽ giành chiến thắng thì chúng ta sẽ có được câu trả lời sau 2 phút nữa ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ ưu tiên. Ui da, có vẻ là căng rồi. Bởi vì hiện tại là team bên kia có con reset, nó bắn một cái mình còn một tí máu như thế này thôi. Mình phải ưu tiên về con reset đó trước nếu như mình muốn trận này giành chiến thắng nha. Bởi vì nó sẽ chơi rất là bẩn luôn, nó sẽ canh lúc mà mình không để ý, nó sẽ tấn công lén mình ha. Ôi giời ơi, lại tàu mẹ nữa. Đứng trong tàu mẹ luôn. Ấy, sợ gì? Ừ. Henry mình đâu có sợ tàu mẹ. Rồi bạn này xuống nạp mạng này, kill. Hiện tại sĩ số đang là 19 và 20 và bây giờ mình sẽ đổi lại chiến thuật một tí, đó chính là mình sẽ lùi về khu vực này. Mình sẽ phòng thủ ở đây trong 1 phút 50 giây cuối cùng để xem coi là liệu rằng team bạn sẽ giết được mình hay là mình sẽ giết được con reset này. Rồi bạn đến đây à. Tôi không để cho bạn sống đâu. Cái con này là bằng mọi giá phải chết, cái con chết tiệt này. Reset này, cái gì, con ruốc này làm cái gì hả? Từ từ cũng tới bạn thôi. Ây à, đau quá. Bây giờ mà có con Linus thì mình sẽ khá là căng ý. Bây giờ mình sẽ... Ôi. Ơ kìa, anh bạn kia làm gì tự hủy vậy? Còn sớm mà. Trời ơi, anh niên kia đã có một pha bóp tim kia khá là nặng khi mà nhảy xong tự hủy nha. Dạ bây giờ thì mình sẽ nhắm tới mục tiêu, đó chính là con Fafnir. Fafnir này, Fafnir mình vẫn còn một viên đạn. Hy vọng là đủ để tiêu diệt bạn. Rampage. Oh no, bây giờ thì chúng ta có một con rook nó bay qua đây. Một con rook, hai con rook, hai Titan đang ở tấn công mình trong pha này. Sẽ khá là căng đấy. Bây giờ thì chúng ta đang đi vào những cái giây phút cuối cùng của trận đấu rồi. Liệu rằng là chúng ta có thể giành chiến thắng hay là... Mà nói chung là cho dù team bạn có giết được Benry thì sĩ số vẫn nghiêng về cho mình. Và trận này chắc chắn là mình đã giành được phần thắng rồi anh em à. Bởi vì sau Ultimate Benry mình vẫn còn... Ôi từ. Ui, hên quá, tí là mình rớt xong rồi. Ấy thì sao con Ultimate Benry mình vẫn còn một con siêu tăng. Đó là Ultimate Invader ha. Cho nên là Luchador, Arthur, Rook,
rước. Các bạn đã không kịp để giết mình rồi. Trận chiến đã kết thúc tại đây, để mình xem coi sĩ số là như thế nào ha. Trận này mình nghĩ là mình gây ra rất là nhiều sát thương đấy, không đùa đâu anh em à. Bởi vì một mình chống với 6 người mà. Để xem coi như thế nào. Ê chết, mình quên nữa, quên. Oh no, mình đi vào team của bạn Savanji. Xong xong rồi, dân ra ngoài rồi. Không vào xem được kết quả trận chiến rồi. Thôi kệ đi, kết thúc video tại đây nha.